Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bản thân mến, có câu, suy nghĩ tạo nên hành động, hành động tạo nên thói quen tạo nên tính cách tạo nên số phận. Khẩu vận có tốt đẹp hay không bắt đầu từ thói quen của bạn ở thời tiền vận và trung vận. Nó sẽ hình thành nên tính cách và số phận của bạn. Cho nên nếu ở độ tuổi trung niên bạn thấy một người có những đức tính sau đây thì chắc chắn cuộc sống về già của họ sẽ rất sung túc, tốt đẹp. 12 đức tính của một người có hậu phúc. 1. Nhẫn nhịn. Đời người ai cũng sẽ gặp phải những sự tình không thuận lợi, không hài lòng. Khi ấy người ta nhất định cần phải nhẫn. Từ xưa đến nay, người làm được việc lớn tất phải là người đại khí. Người có đại khí tất có đại nhẫn. Nhẫn không phải là nhu nhược, trốn tránh, chạy trốn, mà là một loại tích lũy. Người có nhẫn trong tâm thường sẽ không phạm sai lầm do nhất thời gây ra. Ngược lại, người không thể nhẫn sẽ có thể chỉ vì một câu nói mà tức giận chiêu mời tai họa. Ngoài ra, người có khả năng nhẫn nhịn ít khi tức giận thì tâm thái của họ khiêm cung, sắc mặt của họ tốt đẹp, khiến người tiếp xúc cảm thấy dễ chịu. 2. Lương thiện. Thông minh là thiên phú, còn lương thiện là lựa chọn. Từ xưa đến nay, lương thiện là đạo đức tốt đẹp nhất của người thế gian. Không có ai là không muốn làm bạn, làm hàng xóm hay hợp tác với người có tấm lòng lương thiện. Người lương thiện có thể thu phục nhân tâm. Lương thiện có lẽ không thể khiến người đạt được tất cả mọi thứ bản thân mong muốn, nhưng sẽ giúp người luôn có nội tâm an định, tường hòa. Bởi vậy mà cổ nhân giảng, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. 3. Lạc quan. Tâm thái vui vẻ, khoái hoạt là bí quyết trường thọ. Phương pháp tốt nhất để bảo trì sự thanh xuân, trẻ trung của người ta chính là luôn giữ cho mình một nội tâm lạc quan, vui vẻ, thoải mái. Mỉm cười là cách để làm nở một bông hoa xinh đẹp nhất trên khuôn mặt. Mỉm cười là cách tạo nên vẻ đẹp nhất của con người, là cách đơn giản và nhanh nhất để kết nối mọi người lại với nhau. Nụ cười luôn làm rung động lòng người, khiến mọi người vui vẻ, thân thiết và gần gũi với nhau hơn. Nếu như trên khuôn mặt thường xuyên nở nụ cười thì có thể đem thiện ý truyền đạt cho tất cả mọi người. Đây là cách hoàn toàn không phải mất phí tồn mà lại tạo ra được giá trị lớn. 4. Hiền từ. Vì sao sau tuổi trung niên có những người có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, có người lại có khuôn mặt u buồn oán uất? Người phúc hậu luôn hiền từ, bảo trì một trái tim hòa ái đối với tất cả mọi người thế gian. Bởi vì tướng do tâm sinh, tướng tùy tâm mà thay đổi. Cho nên khi tâm đẹp thì tướng mạo cũng sẽ đẹp. Nhìn vào đó sẽ biết ngay hậu vận của người này luôn tốt đẹp. 5. Yêu thương. Người mà trong lòng tràn đầy tình yêu thương thì hành động của người ấy cũng tràn ngập tình yêu thương. Vì yêu thương người khác nên trước khi làm việc gì, họ đều cân nhắc đến việc người khác sẽ cảm nhận ra sao, người khác bị tổn hại gì không rồi mới hành động. Trái lại, một người mà trong lòng luôn so đo tính toán thì cho dù ở thời điểm nào cũng thường bị khó dễ đi cùng. 6. Chân thành. Chân thành là nguyên tắc quan trọng nhất trong kết giao, trong làm người và làm việc. Ai ai cũng mong muốn được người khác đối xử chân thành với mình. Vì vậy, hãy đối xử chân thành với người khác trước. Một người thành thật, trong sáng thì khí chất cũng là đoan trang, đẹp đẽ. Ánh mắt của họ đều tỏa ra ánh sáng thiện lương. Người trung thành, thật thà luôn được lòng người, được người khác tin tưởng. Nhìn một cách nông cạn thì tưởng rằng người thật thà sẽ bị thiệt hại, bị cho là ngốc. Nhưng kỳ thực, người xưa cho rằng bởi vì thật thà phù hợp với thiên lý nên người chân thành chắc chắn có được hậu phúc trong cuộc đời. 7. Cần cù. Ông trời sẽ đền bù cho người cần cù
một người siêng năng, cần cù sẽ được bù đắp. Cần cù vừa bao hàm việc chăm chỉ làm việc, vừa bao hàm ý tiết kiệm chịu khó. Người cần cù tiết kiệm thì sẽ mang đến tài phú. Hơn nữa, vì không lười biếng nên họ không sa đà vào lòng tham. Thân thể luôn khỏe mạnh, về già sẽ trường thọ. 8. Khoan dung. Một người hiểu được khoan dung thì lòng dạ cũng nhất định rộng lớn. Những người này luôn không so đo tính toán chi li, cũng sẽ không vì chiếm được chút lợi nhỏ mà vui mừng khôn xiết. Trong cuộc đời, đôi khi lùi một bước lại chính là tiến lên một bước, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhưng nhịn một bước sẽ có nhiều bạn bè hơn, con đường sẽ mở rộng hơn. 9. Hiếu thảo. Người hiểu đạo hiếu là người nhân hậu, biết phải trái đúng sai. Đạo hiếu là cội nguồn cơ bản quyết định con người có phúc hay không. Người có tâm hiếu, hậu vận sẽ không nghèo hèn. Những người có tấm lòng hiếu thảo sẽ được người khác tôn trọng. Sống hiếu thuận với cha mẹ, tinh thần của người đó sẽ thanh thản, vô lo, vô nghĩ, thân tâm bình an. 10. Thiểu dục tri túc. Lão Tử nói rằng, tai họa lớn nhất trên cuộc đời là không được toại nguyện. Tội lỗi lớn nhất trong cuộc sống là lòng tham vô độ. Vì vậy, muốn sống hạnh phúc bình an thì bạn cần hài lòng với những gì mà mình có. Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta thất vọng, gặp chuyện bất hạnh. Tất cả đều do ham muốn thái quá của bản thân ta mà ra. Ham muốn thái quá chính là tai họa. Những người biết hài lòng với cuộc sống và biết kiềm chế lòng tham, dục vọng của mình chắc chắn sẽ nhận được phước lành trong cuộc sống. 11. Khiêm tốn. Người sống khiêm tốn là người biết người, biết ta. Họ học được điểm mạnh từ người khác và sau đó tự bù đắp cho những khuyết điểm của mình. Ngay cả khi thấy người khác thành công, họ cũng không ghen tị mà thường chúc mừng cho họ. Khổng Tử nói, nếu ba người cùng đi thì sẽ có một người là thầy của ta. Ngay cả khi chúng ta có khả năng thì chúng ta cũng có điều gì đó đặc biệt để chúng ta phải học hỏi từ họ. Vì vậy, người có thái độ khiêm tốn thường học hỏi từ người khác và dần dần học hỏi để vươn lên. Đương nhiên, phúc khí của họ không hề cạn. 12. Có tình có nghĩa. Người có tình có nghĩa sẽ sẵn lòng giúp đỡ người khác trong cuộc sống. Tất nhiên, phúc báo của họ sẽ ngày càng dồi dào. Chúng ta cần phải biết ơn cha mẹ, cấp trên và những người xung quanh đã tạo điều kiện để chúng ta phát triển sự nghiệp. Đức Phật nói rằng, 500 lần nhìn lại quá khứ cũng không đổi lại được một lần vượt qua thử thách trong cuộc đời mình. Chúng ta cần phải biết tri ân và quý trọng số phận, bởi vì không ai trên thế giới có nghĩa vụ phải giúp đỡ chúng ta. Người biết ơn người khác sẽ có nhân duyên tốt. Cuộc sống của họ có thể không giàu sang nhưng sẽ hạnh phúc. 4 lời nói khiến hậu vận gặp xui rủi. Bạn thân mến, Đức Phật cho rằng miệng là nơi dễ tạo nghiệp và dễ mất phước nhất. Nói chung, những người có cuộc sống nghèo khó, vận mệnh xấu thường nói 4 lời này. 1. Lời phàn nàn, oán trách. Khi con người gặp những điều không thuận lợi, chẳng hạn như tai ương, bệnh tật, thất bại, nhiều khi đây chính là cảnh báo đối với chúng ta, cũng chính là lời nhắc nhở của trời Phật để bản thân tự xem xét lại mình, xem có làm sai chỗ nào đó không, từ đó nhanh chóng kịp thời sám hối, sửa lỗi, không tiếp tục phạm sai lầm nữa. Hay đó là một kiểu thử thách và trải nghiệm đối với chúng ta, để xem liệu chúng ta có thể giữ được bản thân trong sạch hay không, có đủ khả năng để đảm nhận những việc lớn giữa những khó khăn và gian khổ hay không. Tuy nhiên, khi gặp khó khăn, nhiều người bắt đầu đổ lỗi cho người khác và không biết tìm nguyên nhân từ chính mình. Không biết rằng là một lời nhắc nhở và cũng chính là thời điểm tốt để tích lũy tích đức và cải thiện bản thân.
nếu không cố gắng trong khó khăn, cuộc sống sau này càng ngày càng khổ. 2. Nói lời ngông cuồng. Bất kể một người đã đạt được thành tựu vĩ đại đến đâu, cũng không nên quá đắc ý hoặc tự cho mình là nhất. Trong toàn bộ vũ trụ mênh mông, con người chỉ là một hạt bụi nhỏ bé và ngắn ngủi mà không có gì đáng tự hào. Nếu một người không biết cách sống khiêm nhường, khắp nơi đều khoe khoang, thì sớm muộn gì cũng phải gánh chịu hậu quả. 3. Nói chuyện phiếm. Bản thân chúng ta cũng có rất nhiều thói hư tật xấu. Khi phát hiện và cải chính cũng không kịp nữa. Làm gì có thời gian và công sức để quản chuyện đúng sai của người khác. Nếu như cả ngày đem tinh lực của bản thân lãng phí thời gian quý báu cho người khác, đi bàn luận chuyện đúng sai trong thiên hạ, điều này chỉ khiến cho lòng tham sân si của bản thân càng trở nên trầm trọng hơn, sẽ khiến cho phước đức vơi tàn, cuộc sống về già đầy chật vật. 4. Nói lời ác độc. Một lời hay ấm 3 đông, một lời ác độc lạnh 6 tháng ròng. Một lời nhận xét khó nghe hay thô lỗ có thể gây tổn thương cho người khác còn hơn vết dao cứa vào thân. Khi gặp phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, họ có thể sẽ hận bạn suốt đời, thậm chí còn gây xung đột dữ dội, hậu quả nghiêm trọng. Rất nhiều người nghĩ rằng bản thân là người khẩu xà tâm Phật, thường vô ý nói ra những lời gây tổn thương cho người khác, đắc tội với rất nhiều người, cứ tưởng rằng sẽ không gây ra hậu quả gì quan trọng. Nhưng cuối cùng lại làm cho mối quan hệ giữa người với người ngày càng xấu đi. Đặc biệt là trong xã hội ngày nay, con người nóng nảy, thù hằn, chỉ cần một lời nói trái ý mình là có thể gây ra xung đột, thậm chí gây tử vong. Phật giảng, khẩu nghiệp là một trong những tội nghiệp nặng nhất. Bởi vậy, trước khi nói chuyện, cần phải hết sức cẩn thận, tránh làm tổn thương người. Cuối cùng, người chịu hậu quả lại là chính bản thân mình. 4 loại lời nói trên đối với bản thân chúng ta không hề có chỗ tốt nào cả, chỉ có thể làm tổn hại phúc báo của chính mình, khiến cho vận mệnh ngày càng xấu đi. Bởi vậy, nhất định phải chú ý, từ đó khắc chế chính bản thân mình. Bạn thân mến, mệnh là một trong những khái niệm vô cùng quan trọng trong văn hóa truyền thống. Cổ nhân kính trời tín mệnh cho rằng sinh tử có mệnh, phú quý tại trời. Hay đắc được là may mắn của ta, mất đi là số mệnh của ta. Mỗi người, mỗi mệnh, vận mệnh lại có muôn vàn, hình thái khác nhau. Tuy cổ nhân giảng rằng vận mệnh là sao trời, nhưng cũng lại giảng rằng mệnh là sao người. Bởi vì gieo nhân nào ắt gặp quả đó. Một người có thể không hoàn toàn quyết định được vận mệnh của bản thân, nhưng lại có thể thông qua những yếu tố khác nhau mà cải thiện nó. Hy vọng video trên sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm sống quý báu và biết nên chuẩn bị những gì cho hậu vận của mình được tốt đẹp nhất. Đến đây thì thời lượng của Triết Lý Nhân Sinh cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.